Trong khuôn khổ hợp tác song phương về phát triển năng lượng năm 2017, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức hội thảo Công nghệ than sạch, công nghệ phát điện hiệu suất cao, ít phát thải. Việt Nam đã điều chỉnh quy hoạch tổng sơ đồ điện 7 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, công suất các thiết bị điện than sẽ tăng lên 1,8 lần. Do vậy, sự kiện lần này là diễn đàn để các bên chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này. Một điểm nhấn mới đáng chú ý của hội thảo năm nay là bên cạnh nội dung thảo luận về kỹ thuật, các đại biểu cũng có cơ hội tham quan và trao đổi về các mô hình sử dụng công nghệ than sạch, hiệu suất cao, thân thiện với môi trường và các thiết bị nhiệt điện do một số doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu.